Và chúng ta tiếp vào tiếp tục với nguyên lý là mua rẻ tài sản. Ở phần trước chúng ta đã được xem cái đồng tiền chân chính là cách chúng ta kiếm được tiền của mình ở chính giữa hai cái hành động tốt, chúng ta kiếm được cái khoản lợi nhuận của mình. Ở đây ta sẽ miêu tả kỹ hơn cái lý do tại sao chúng ta nên làm như vậy xét về mặt tài chính. Giả sử các bạn đang có một danh mục đầu tư cổ phiếu bao gồm 3 cổ phiếu A, cổ phiếu B, cổ phiếu C. Cổ phiếu A xứng đáng ở mức giá là 50.000 một cổ phiếu và thị trường đang bán ở mức giá là 30.000 một cổ phiếu. Cổ phiếu B xứng đáng với mức giá trị thực là 100.000 đồng một cổ phiếu và thị trường đang bán ở mức giá là 70.000 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu C xứng đáng với cái mức giá trị thực là 30.000 một cổ phiếu và thị trường đang bán với mức là 20.000 một cổ phiếu. Thì đó chúng ta hình dung nè, đây này, cái khả năng cổ phiếu A sẽ tăng giá từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng, tức là cổ phiếu A có cái tiềm năng tăng giá tương đương khoảng 67% trong tương lai. Cổ phiếu B từ 70.000 đồng tăng lên 100.000 đồng tương đương với cái tiềm năng tăng giá khoảng 40% trong tương lai. Cổ phiếu C từ 20.000 đồng tăng lên 30.000 đồng tương đương tiềm năng tăng giá là 50% trong tương lai. Khi đó ta hình dung nếu bạn có 10 đồng tiền là vốn để đầu tư cho ba cổ phiếu này, bạn sẽ phân bổ số lượng tiền nhiều hơn vào cổ phiếu nào? Ok, đương nhiên hầu hết chúng ta sẽ chọn cách rằng chúng ta sẽ phân bổ tiền nhiều hơn vào cổ phiếu A. Giả sử rằng Khang có 10 đồng vốn, Khang sẽ phân bổ vào cổ phiếu A này 5 đồng vốn. Trong cổ phiếu B và C, Khang phân bổ vào cổ phiếu C này 3 đồng vốn. Và cổ phiếu B, Khang phân bổ vào đấy 2 đồng vốn. Ok, đúng không ạ? Và chúng ta giữ danh mục cổ phiếu này sau khoảng 3 đến 6 tháng. Và sau 3 đến 6 tháng chúng ta nhìn lại. Thì khi đó cổ phiếu A, định giá lại cổ phiếu A này, cổ phiếu A này vẫn xứng đáng với cái mức giá là 50.000 đồng một cổ phiếu. Nhưng giá thị trường cổ phiếu A đã tăng từ 30.000 đồng lên 39.000 đồng rồi. Cổ phiếu B, giá thị trường định giá lại thì là 100.000 đồng một cổ phiếu. Và cổ phiếu B này, giá thị trường cổ phiếu B này rớt xuống còn là 50.000 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu C định giá lại vẫn còn là 30.000 đồng một cổ phiếu. Và khi định giá lại và khi đó giá thị trường cổ phiếu C này tăng lên thành là 22.000 đồng một cổ phiếu. Và nhớ lưu ý này, khi đó cuộc chơi bắt đầu thay đổi và cái tiềm năng tăng giá của cổ phiếu A là từ 39.000 đồng lên 50.000 đồng, tức là tăng khoảng 11 giá, tức là tiềm năng tăng giá trong tương lai còn lại là khoảng 25%. Đối với cổ phiếu B, từ 50.000 đồng tăng lên 100.000 đồng thì tiềm năng tăng giá tương đương là 100%. Và đối với cổ phiếu C, từ 22.000 đồng tăng lên 30.000 đồng thì tiềm năng tăng giá tương đương khoảng 40%. Và khi đó chúng ta phải xem xét, chúng ta cơ cấu là danh mục cái tỷ trọng tiền của mình trong tài khoản. Và nếu bạn vẫn có 10 đồng tiền thì bạn sẽ phân bổ tiền của mình nhiều vào công ty nào ạ? Ok, hầu hết chúng ta sẽ phân bổ số lượng tiền chúng ta nhiều vào công ty B. Và như trong trường hợp này công ty B quá tốt thì Khang sẽ phân bổ tiền vào công ty B ở mức là khoảng 6 đồng. Trong hai trường hợp là công ty E còn công ty C, Khang sẽ phân bổ vào công ty C này 3 đồng và còn lại là 1 đồng của công ty A. Và chúng ta hình dung ở phía bên đây cái tỷ trọng cơ cấu vốn công ty A là 5 đồng và sang phía bên đây giảm xuống chỉ còn là 1 đồng. Tức là chúng ta sau cái kỳ review đấy, chúng ta cần phải bán cổ phiếu công ty A ra. Và đối với cổ phiếu công ty B, cái tỷ trọng cơ cấu vốn từ 2 đồng tăng lên thành 6 đồng, tức là trong cái kỳ cơ cấu vốn đấy chúng ta cần mua vào
mua vào công ty B, và công ty C thì 3 đồng vẫn giữ nguyên là 3 đồng, chúng ta không mua và không bán công ty C này. Và chúng ta hình dung như vậy, cái số lượng tiền khi chúng ta bán cổ phiếu của công ty A ra và chúng ta dùng số lượng tiền ấy để chúng ta mua vào cổ phiếu công ty B, tức là bản chất của cuộc chơi là chúng ta điều chuyển tiền của mình từ một cái cơ hội sinh lời tiềm năng tăng trưởng 25% sang một cơ hội sinh lời khác tiềm năng tăng trưởng 100%. Chúng ta điều chuyển tiền của mình từ một cái nơi sinh lời tốt sang một cái nơi sinh lời khác tốt hơn. Các bạn nắm ý tưởng chưa? Ok. Và đó là hai mặt của một bức tranh. Nếu như phía ở bên đây chúng ta nói chuyện về nhân từ, đạo đức, chúng ta nói chuyện về chúng ta làm việc tốt, và chúng ta làm cái việc tốt này chúng ta kiếm được tiền và chúng ta giúp cho thị trường chứng khoán này nó bớt những cạm bẫy, bớt những điều xấu đi, và cái người mua lại chúng ta họ sẽ mua được tài sản tốt với giá rẻ. Và khi đó chúng ta nhìn với cái mặt đây phía sau của bức tranh, thực tế chúng ta làm những cái việc tốt cho mình, tốt cho người, và bản chất rằng cái tài khoản chứng khoán chúng ta nó luôn luôn tốt hơn và tốt hơn và tốt hơn. Tiền của chúng ta nó luôn luôn di chuyển từ một cơ hội đầu tư tốt sang một cơ hội đầu tư khác tốt hơn, tốt và tốt hơn, tốt và tốt và tốt hơn. Và đây là một cái mô thức, một cái mô hình kinh doanh rất tuyệt vời mà cái doanh nghiệp bán cổ phiếu ấy nó cũng được hưởng lợi, bởi vì doanh nghiệp đấy được cái sự gọi là gia tăng về giá của cổ phiếu. Cái người mà mua lại cổ phiếu của chúng ta, người đấy cũng được hưởng lợi bởi vì họ mua được một cái tài sản tốt với giá rẻ. Và bản thân chúng ta là nhà đầu tư cổ phiếu, chúng ta không tạo những cái điều tiêu cực trên thị trường, và đồng thời chúng ta được cái quyền là liên tục dịch chuyển tiền của mình sang những cái nơi tốt nhất trên thị trường chứng khoán. Và khi đó cái tốc độ sinh lời của tổng tài sản của chúng ta sẽ là tốt nhất trên thị trường. Và đó là một cái mối quan hệ mà Khang cho rằng rất tốt mà chúng ta nên làm và hoạt động trên thị trường chứng khoán.